Hello, Chín Kèo và con cô bác và quý anh chị. Tôi là Lương Tuân đây ạ. Rất vui khi lại gặp lại mọi người trong chuyên mục chia sẻ các cái mẫu nhà đẹp của kênh nhà đẹp ATZ. Thì hôm nay tôi giới thiệu đến mọi người một cái nhà máy Thái 2 tầng với thiết kế 4 phòng ngủ, có đầy đủ các cái công năng cho một cái ngôi nhà nông thôn Việt Nam. Thì hôm nay tôi giới thiệu đến mọi người cái chi tiết video này nhé. Xin mời. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu nhà được thiết kế cho gia đình nhà ông bà Ninh Dũng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ngay sau khi tiếp nhận nhu cầu thiết kế từ phía gia đình, nhà đẹp ATZ đã đến tận nơi khảo sát hiện trạng khu đất, phong thủy, hướng đất, cũng như lắng nghe trực tiếp những tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu của khách hàng để mang tới sự hài lòng nhất đối với ngôi nhà tương lai của chủ đầu tư. Sau quá trình tổng hợp lại những yêu cầu từ khách hàng, đội ngũ kỹ sư cũng như kiến trúc sư của nhà đẹp ATZ sẽ lên các phương án bố trí mặt bằng khả thi nhất, phù hợp với nhu cầu và đáp ứng được các yêu cầu công năng, cũng như phong thủy với chủ nhà. Khi đã thống nhất được phương án, chúng tôi sẽ tiến hành dựng phối cảnh 3D chi tiết công trình, chỉnh sửa theo yêu cầu cho tới khi khách hàng ưng ý nhất mới tiến hành hoàn thiện hồ sơ thiết kế. Một bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ của chúng tôi sẽ bao gồm 4 phần: phong thủy, kiến trúc, kết cấu và điện nước. Trong đó, với mỗi bản vẽ kiến trúc 2D sẽ đi kèm với một hình ảnh 3D để khách hàng dễ hiểu và nắm bắt công trình nhà mình. Hay các bác thợ lần đầu làm quen với bản vẽ thiết kế cũng sẽ đọc hiểu dễ dàng, không ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Công năng ngôi nhà được bố trí bao gồm một phòng khách, một phòng sinh hoạt chung, một phòng thờ, 4 phòng ngủ, một khu bếp nấu kết hợp phòng ăn, một khu sân phơi và 2 khu vệ sinh chung. Ấn tượng đầu tiên đối với người nhìn khi chiêm ngưỡng ngôi nhà này chính là quy mô hoành tráng, đồ sộ và bề thế. Từ bố cục, hình khối, họa tiết hoa văn trang trí, đến phào chỉ xung quanh đều thể hiện rõ cái tôi, tính cách cũng như tiềm lực kinh tế của chủ đầu tư. Công trình được thiết kế 2 sảnh, vừa tạo sự cân đối, hài hòa ngôi nhà, thuận tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày, vừa đảm bảo được yếu tố phong thủy nhà ở. Bậc thềm sảnh chính được bố trí 5 bậc, toàn bộ bề mặt bậc ốp đá hoa cương tự nhiên cao cấp, giúp thu tài hút lộc, mang bình an, may mắn cho gia đình. Mái ngói màu xanh đen kết hợp với nền tường trắng đem lại vẻ đẹp hiện đại, nền nã cho ngôi nhà. Hệ mái Thái đã và đang trở thành xu thế được ưa chuộng hiện nay. Nó như chiếc ô lớn bao phủ, bảo vệ toàn bộ công trình, như chiếc điều hòa tự nhiên, mát mẻ vào hè và ấm áp khi về đông. Với độ dốc nhất định, căn nhà được bảo vệ không bị thấm rột hay ngấm nước khi mưa. Và tiếp theo đây thì mọi người hãy vào xem tiếp cái video để xem bố trí công năng tầng 1 cũng như tầng 2 của ngôi nhà để chúng ta rõ ràng hơn, trực quan hơn để mọi người trước khi quyết định cho mình, lựa chọn cho mình một cái mẫu nhà ưng ý. Còn bây giờ chúng ta hãy vào chi tiết tiếp.
Khi bố trí mặt bằng công năng, ngoài tiêu chí khoa học, tiện nghi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng, chúng tôi còn bố trí dựa trên phong thủy của trạch chủ. Gia chủ sinh năm Giáp Dần, mệnh thủy, thuộc cung Cấn, Tây tứ mệnh. Qua đó xác định bốn hướng tốt và bốn hướng xấu của trạch chủ để bố trí phòng khách, bếp, phòng ngủ, phòng thờ, sao cho hài hòa và đúng với phong thủy của trạch chủ. Trên màn hình của quý vị bây giờ là mô hình 3D, mô phỏng mặt bằng công năng tầng 1. Công trình được thiết kế khá vuông vắn với 12m chiều rộng và 11,3m chiều sâu. Phòng khách có diện tích 28,2m2. Trong một ngôi nhà, khi thiết kế, phòng khách luôn được quan tâm hàng đầu, vì đây là nơi tiếp đón khi có khách đến chơi. Cũng là không gian sinh hoạt chung của tất cả các thành viên trong nhà, chính vì vậy, phòng khách là nơi thể hiện vị thế, tính cách, cũng như cái tôi của gia chủ. Không gian sinh hoạt chung tiếp theo trong nhà là bếp kết hợp phòng ăn với diện tích 22m2. Với thiết kế này, bếp được bố trí hiện đại, bố trí tích hợp tủ bếp kết hợp quầy bar mini. Đây là xu hướng trong cuộc sống hiện đại ngày nay bởi những thiết kế sang trọng, tinh tế góp phần tạo nên vẻ đẹp, sự tiện nghi cho gian bếp. Quầy bar mini sẽ làm cho không gian bếp nhà bạn trông nổi bật và thu hút hơn. Đây có thể được xem là một điểm nhấn thẩm mỹ, đem đến cho không gian nhà bếp thêm nét sang trọng và tinh tế hơn. Là nơi lưu trữ thêm nhiều đồ đạc, thực phẩm hơn ở phần kệ phía dưới, đây cũng là một tác dụng khá quan trọng của quầy bar mini. Đây cũng có thể được xem là một nơi ngồi chill, thư giãn cùng bạn bè hay các thành viên trong gia đình sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nếu để thêm một vài chiếc ghế thì quầy bar có thể trở thành chiếc bàn đảo bếp thứ hai để bạn ngồi ăn sáng, bữa lỡ nhanh gọn hay để tạm các vật dụng nhà bếp hỗ trợ cho việc nấu ăn thêm thuận tiện. Phòng ngủ duy nhất của tầng 1 có diện tích 14,1m2, bố trí bên phải phòng khách khi đi từ bên ngoài vào. Khu vệ sinh chung được bố trí tại vị trí tọa hung hướng cát, giúp thuận tiện và kín đáo trong quá trình sử dụng, sinh hoạt hàng ngày cho các thành viên trong nhà. Ngôi nhà của ông Ninh được bố trí hai sảnh, sảnh chính đi vào phòng khách, sảnh phụ đi vào khu vực bếp nấu, bố trí như vậy không chỉ tạo cảm giác cân đối, hài hòa cho ngoại thất, đáp ứng về mặt phong thủy, mà còn rất tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày nữa đó quý vị. Tầng 2 được bố trí 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 14,4m2, 11,1m2 và 12m2. Các phòng ngủ đều được bố trí các ô cửa sổ, mở về các bên để lấy gió ngoài, không khí trong phòng luôn thông thoáng, thay mới mỗi ngày. Tạo sự thư thái, thoải mái cho việc nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động cho tất cả mọi người trong nhà. Điểm lưu ý khi bố trí phòng ngủ chính là đầu giường các phòng phải tọa vào vị trí tĩnh lặng, phía sau đầu giường ít động nhất, để khi mình ngủ, không hay bị giật mình, không tốt cho sức khỏe. Khi ngủ, đầu hướng phía cửa sổ, đón gió mát sức khỏe sẽ tốt hơn. Với các nhà không bố trí được như vậy, tối thiểu cửa sổ sẽ được bố trí bên hông giường. Đặc biệt là vị trí giường của trạch chủ, chúng tôi bố trí tọa hung hướng cát, theo hướng tốt của trạch chủ. Ngay phía trên vị trí của phòng khách là khu vực phòng thờ có diện tích 13,4m2, ban thờ được đặt tại vị trí tọa cát hướng cát theo hướng tốt của trạch chủ. Một ưu điểm lớn trong ngôi nhà của ông Ninh là có đủ không gian để bố trí một phòng sinh hoạt chung có diện tích 13,5m2 như thế này, giúp tăng thêm không gian sinh hoạt cho các thành viên trong nhà, để mọi người thêm gắn kết, thấu hiểu và gần gũi với nhau nhiều hơn. Như vậy là tôi với mọi người vừa mới đi xong hết video, xem xong rồi. Thì nếu có bất kỳ một cái thắc mắc nào, mọi người comment bên dưới. Và nhớ là nhấn chuông để đăng ký, nhấn chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mà chúng tôi update lên. Có bất kỳ những cái thắc mắc nào, mọi người hãy nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp, kết nối Zalo đến chúng tôi để chúng tôi giải đáp thắc mắc của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.